chào quý vị, hôm nay thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hôm nay là kỷ niệm 154 năm ngày sinh đồng chí Vladimir Ilyich Lenin, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản toàn thế giới, người sáng lập quốc tế cộng sản, đồng thời lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành cách mạng tháng 10 Nga, lập ra nhà nước cộng nông đầu tiên trên thế giới do đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo. Là một nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Lenin đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp giải phóng nhân dân lao động toàn thế giới, đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, đấu tranh cho hòa bình, độc lập tự do của các dân tộc. Vladimir Ilyich Lenin sinh ngày 22 tháng 4 năm 1870 trong một gia đình trí thức tiến bộ ở thành phố Simbirsk, nay là Ulyanovsk ở nước Nga. Thực tiễn hoạt động cách mạng của Lenin vô cùng phong phú. Đồng chí là người đầu tiên vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác vào thực tiễn nước Nga, lãnh đạo thành công cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại, mở ra thời đại mới của nhân loại, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Dưới ngọn cờ của Lenin, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết và hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới được hình thành, chủ nghĩa phát xít bị tiêu diệt, các dân tộc bị áp bức vùng lên giành độc lập dân tộc, làm cho hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc tan rã. Tên tuổi của Lenin đã gắn liền với những cải biến cách mạng vĩ đại nhất trong xã hội loài người từ đầu thế kỷ 20 đến nay. Với cách mạng Việt Nam, từ lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin, đến nay, lý luận của Lenin nói riêng, của chủ nghĩa Mác Lenin nói chung, cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động của đảng ta. Kỷ niệm 154 năm ngày sinh của Lenin cũng là dịp để mỗi chúng ta nghiên cứu, hiểu sâu sắc hơn trí tuệ, bản lĩnh, nhân cách của Lenin và hệ thống lý luận do người để lại, khẳng định những công lao, cống hiến vĩ đại của Lenin cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng vì sự tiến bộ và hạnh phúc của nhân loại. Từ đó chúng ta có thêm bản lĩnh để kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới, có ý chí, quyết tâm và khát vọng mãnh liệt, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm qua, dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Lạng Sơn nỗ lực thực hiện tốt quy hoạch, tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy Lạng Sơn phát triển nhanh bền vững, trở thành trung tâm kết nối kinh tế, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Quy hoạch đặt mục tiêu phát triển đến năm 2030, Lạng Sơn trở thành một trong các cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, là cầu nối ngày càng quan trọng trong kết nối kinh tế, thương mại giữa Việt Nam, các nước ASEAN, Trung Quốc và châu Âu, có xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh, môi trường sinh thái được đảm bảo. Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn đưa ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá phát triển Lạng Sơn theo mô hình, một trục phát triển, 2 hành lang kinh tế và 3 vùng kinh tế xã hội. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu bật vai trò, ý nghĩa của công tác quy hoạch, các nội dung quan trọng cần đạt được trong công tác quy hoạch, đặc biệt lưu ý 3 yếu tố quan trọng về tư tưởng chủ đạo và 5 nhiệm vụ của công tác quy hoạch. Thủ tướng chỉ rõ, tỉnh Lạng Sơn là vùng đất phên dậu, địa đầu Tổ quốc, luôn giữ vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Đặc biệt, hệ thống cửa khẩu trên địa bàn tỉnh có vai trò quan trọng nhất của cả nước trong kết nối với Trung Quốc, Trung Á và châu Âu, thuận lợi phát triển kinh tế cửa khẩu, nhất là các dịch vụ thương mại, logistics và vận tải. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm quan trọng mà tỉnh Lạng Sơn phải tập trung thực hiện, gồm không ngừng củng cố, tăng cường xây dựng, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp, hợp tác chặt chẽ, bền vững lâu dài, vừa là đồng chí, vừa là anh em giữa hai nước, nhân dân hai nước Việt Nam Trung Quốc, giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ bằng các biện pháp hòa bình, hữu nghị, theo thỏa thuận cấp cao giữa hai đảng, hai nước, nhất là tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh khu vực biên giới, phát huy vai trò kết nối giao thông, kết nối kinh tế giữa Lạng Sơn với các tỉnh thành phố trong vùng, giữa Lạng Sơn với cả nước và giữa Việt Nam, ASEAN với Trung Quốc.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Lạng Sơn phải đảm bảo tính tuân thủ và đồng bộ trong tổ chức thực hiện quy hoạch, phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh, đẩy mạnh hợp tác công tư, ưu tiên đầu tư các dự án động lực như là dự án hạ tầng, tạo không gian phát triển mới, năng lượng tái tạo, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phát huy sứ mệnh trên tinh thần ba cùng là cùng lắng nghe, thấu hiểu, cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng và cùng phát triển, xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững, thực hiện đúng cam kết đầu tư, thỏa thuận hợp tác, theo đúng định hướng ưu tiên theo quy hoạch tỉnh. Tại hội nghị, chứng kiến lễ trao kinh phí hơn 160 tỷ đồng của các doanh nghiệp, đơn vị hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn xóa 3.200 nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng biểu dương tỉnh Lạng Sơn cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã hưởng ứng tích cực phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước từ nay đến năm 2025. Phấn đấu đến năm 2025 hướng tới xóa nhà dột nát cho 100% hộ nghèo. Thưa quý vị, dự án xây dựng mở rộng quốc lộ 50 đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài toàn tuyến gần 7 km từ nút giao với đường Nguyễn Văn Linh đến giáp ranh tỉnh Long An, được thành phố Hồ Chí Minh khởi công xây dựng từ cuối năm 2023 đến nay. Theo kế hoạch thì cuối năm nay dự án này sẽ thông xe phần đường song hành dài hơn 4,3 km và trong năm 2025 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án. Tuy nhiên hiện nay, phân đoạn đường song hành đang có nguy cơ chậm tiến độ do vướng mặt bằng. Đoạn tuyến đường song hành qua khu dân cư Phong Phú 4, giáp đường Trịnh Quang Nghị còn 8 căn nhà, chắn toàn bộ mặt đường do công ty đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc quản lý chưa hoàn tất đền bù, khiến nhà thầu không thể thi công. Còn đây là đoạn qua khu dân cư Gia Hòa, còn 3 căn nhà do doanh nghiệp tư nhân xây dựng và kinh doanh nhà Gia Hòa quản lý chiếm 2/3 mặt đường, cũng chưa hoàn thành công tác bồi thường, dẫn đến việc thi công đoạn đường song hành phải cầm chừng hơn 3 tháng nay. Thi công thì nó cũng chỉ có cầm chừng, không có mang cái tính chất là nó tổng thể thống nhất. Cũng bây giờ thì máy móc thì cũng cầm chừng từ đầu năm đến giờ, đơn vị thi công là cũng đã thi công hết mặt bằng. Trước mắt, nhà thầu, tư vấn giám sát cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, thi công cả ngày lẫn đêm tại tất cả các phân đoạn không vướng mặt bằng của dự án để có thể bù đắp phần nào tiến độ chung. Hiện toàn dự án đang tổ chức 18 mũi thi công thuộc 7 gói thầu trên 2 phân đoạn đường song hành và mở rộng. Tư vấn giám sát cũng là người luôn đồng hành cùng nhà thầu để triển khai các công việc trực tiếp ngoài hiện trường. Vướng mắc về phần mặt bằng cũng ảnh hưởng đến một sự chậm trễ tiến độ, nhưng mà các đơn vị khác thì cũng đã đẩy nhanh tiến độ để khắc phục lại những cái sự chậm trễ tiến độ đấy, và khi mà đã có mặt bằng thì nhà thầu đưa ra những cái tiến độ để đảm bảo bù đắp những cái phần trăm là chưa đạt mục tiêu, là hoàn thành tiến độ đã cam kết đề ra. Tuy nhiên, nếu như mặt bằng còn vướng không sớm được giải quyết thì nguy cơ chậm tiến độ, nhất là phần đường song hành, hoàn toàn có thể xảy ra. Khoảng tháng 6 nếu có mặt bằng thì đơn vị thi công sẽ hoàn thiện cái phần việc của đơn vị là từ giờ đến cuối năm để vẫn có thể kịp hoàn thành kế hoạch dự án đề ra. Nếu sau tháng 6 thì là không thể làm kịp, tại thực sự ra là cái phần xử lý cái nền đất yếu là nó cũng còn phải huy động máy móc, bây giờ cái khối lượng nó ít nên là cái vấn đề mà huy động máy móc này kia cái thứ về thì giàn khoan nó cũng lớn. Đơn vị thi công bây giờ cũng rất là mong muốn là chính quyền này, các cấp hỗ trợ cho ở đấy những hộ dân giải quyết nhanh chóng để ở đấy là thông cái tuyến đường để kịp cái tiến độ. Đối với các vướng mắc về mặt bằng thì ban giao thông thường xuyên phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh để báo cáo những cái vướng mắc khó khăn lên thành phố và các sở chuyên ngành. Hiện nay là ban giao thông cứ hàng tuần là họp với Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh để xem xét những cái vướng mắc. Đối với cái vướng mắc lớn là tại 22 doanh nghiệp này thì đã được ban giao thông báo cáo lên Ủy ban nhân dân thành phố để xem xét giải quyết. Xây dựng mở rộng quốc lộ 50 là dự án giao thông trọng điểm cấp bách nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc, kéo giảm tai nạn giao thông, đáp ứng nhu cầu giao thông thông suốt cho tuyến vận tải huyết mạch của thành phố, nhất là khu vực phía Nam. Do vậy, các bên liên quan cần xác định rõ trách nhiệm, vai trò, sớm tháo gỡ những vướng mắc để dự án có thể hoàn thành và đưa vào khai thác theo kế hoạch đã đề ra. Hơn 1.500 người đã tham gia chuỗi hội thảo hướng dẫn cha mẹ hiểu và đồng hành cùng con mình. 150 người khiếm thính đã được tìm hiểu cách yêu cầu hỗ trợ pháp lý hay hoạt động hỗ trợ người khiếm thính thăm khám chữa bệnh ở bệnh viện là những kết quả thuộc dự án để người khiếm thính được lắng nghe do Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm Thính CED thực hiện, qua đó giúp người khiếm thính vượt lên nghịch cảnh, từng bước hòa nhập xã hội.
Sau khi tham gia chuỗi hội thảo hướng dẫn cha mẹ hiểu và đồng hành cùng con mình của dự án để người khiếm thính được lắng nghe, anh Thành cảm thấy rất vui vì không nghĩ rằng từ những kiến thức này, gia đình anh đã có thể giúp con vượt qua những khiếm khuyết bản thân để phát triển như người bình thường. Họ sẽ hỗ trợ cho mình những cái chính sách đường lối đi, những cái cách cải thiện để chơi với con. Không tin là những đứa này nó có thể nói được, nhưng mà sau thời gian thì tôi đã thành công. Là người khiếm thính, cô Ngân Hà, giáo viên dạy vẽ trường Ánh Dương, quận 12 chia sẻ khi tham gia dự án, cô đã học được nhiều phương pháp hữu ích để hỗ trợ các em học sinh của mình. Dự án đem lại cho trường em và các bạn khiếm thính sống hòa nhập cộng đồng, vui vẻ và rất là hạnh phúc khi được tham gia dự án. Trước đây chúng ta chỉ nghĩ là các bạn là người khuyết tật và các bạn cần hỗ trợ. Nhưng mà bây giờ phụ huynh và giáo viên và những người hỗ trợ có thể nhìn thấy được năng lực của các bạn. Tức là các bạn nếu có cơ hội được học tập, được làm việc phù hợp với mình thì các bạn vẫn có thể phát triển và có thể đóng góp lại cho xã hội. Sau một năm thực hiện, dự án để người khiếm thính được lắng nghe đã kết thúc. Song kết quả từ dự án đã thực sự cho thấy khi phát triển công cụ hỗ trợ cũng như kỹ năng giao tiếp cho người khiếm thính sẽ nâng cao cơ hội sống độc lập và hòa nhập cộng đồng cho họ, giúp những mảnh đời không may có cuộc sống tốt đẹp hơn. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm yêu thương, quý trọng, sự quan tâm đặc biệt đối với phụ nữ Việt Nam cũng như công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới. Do đó, tham gia cùng thành phố xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, các cấp hội phụ nữ tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 6 đã dày công xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh mang nét đặc trưng riêng của giới bằng nhiều hình thức trực quan sinh động. Một mái nhà tranh dung dị, một ao cá hay đôi bộ bàn ghế tre đơn sơ. Đây là không gian mà chị em phụ nữ phường 8 quận 6 tạo dựng nên để gợi nhắc về lối sống giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng tại không gian này, người dân còn có thể tiếp cận nhiều thông tin để học tập theo tấm gương Bác thông qua tư liệu, âm nhạc và cả thông tin trên nền tảng số. Và ngoài ra thì điểm nhấn của không gian này là phường em có tập hợp thêm những clip của việc học tập theo Bác của các chị em hội viên phụ nữ cũng như của các chi bộ hoặc là đoàn viên hội viên tập hợp chung hết tất cả của phường về tập hợp trong không gian và được thể hiện dưới dạng là mã QR code. Người dân cũng như đoàn viên hội viên mình đến tham quan cái không gian này thì mọi người sẽ sử dụng điện thoại thông minh của mình, mọi người quét cái mã QR code đó để ra được cái hình ảnh cũng như là cái clip mà khi mà hội đảng viên, đoàn viên hội viên của mình mà thực hiện. Từ khi mà hội phụ nữ có cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh này á, thì bản thân tôi cảm thấy là cái sức lan tỏa rất là cao. Khi mà các chị em mình nè, các cô chú người dân lên chứng thư hành chánh thì là đều có vào để xem. Rồi các trường học cũng cho các học sinh tới để tham quan. Thì tôi thấy cái sức lan tỏa rất là có hiệu quả. Học và làm theo gương Bác, quận 6 đã có nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hay, hiệu quả, được giới thiệu và nhân rộng. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận cũng đã xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong các chùa ni, dòng tu nữ trên địa bàn quận. Không gian được bố trí trang trọng trong khuôn viên các cơ sở thờ tự. Tăng ni, Phật tử, người dân ở địa phương, khách tham quan có thể quét mã QR để xem, tìm hiểu, lan tỏa những giá trị cao đẹp về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đến viếng thăm. Cái không gian văn hóa của Hồ Chí Minh này cũng có cái ý nghĩa là được tạo cái điều kiện cho chư ni cũng như Phật tử trở về đây. Khi mỗi buổi trưa sau thời khóa tu tập thì Phật tử ở lại nghỉ ngơi, có tìm hiểu thêm những về sách Hồ Chí Minh. Hiện nay thì đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận thì đã xây dựng được hai cơ sở, hai cái không gian văn hóa tại hai chùa ni và đang tập trung sẽ cùng phối hợp với các ngành đoàn thể quận để xây dựng các cái chùa tăng để góp phần đẩy mạnh cái việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn quận trong thời gian tới. Và để đẩy mạnh cái việc học tập và làm theo Bác đó, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ quận có xây dựng cái trang online để tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ hội viên phụ nữ và người dân, không những trên địa bàn quận mà thông qua cái mạng xã hội đó chúng ta sẽ lan tỏa được cái việc học tập và làm theo Bác.
không gian văn hóa Hồ Chí Minh giờ đây không chỉ là tư liệu, hình ảnh hay những tác phẩm văn học nghệ thuật, khẩu hiệu tuyên truyền, mà còn là tổng hòa nhiều yếu tố từ lối sống, phong cách, ứng xử, sự nghĩa tình, hướng đến hình ảnh lối sống cao đẹp, đầy nhân nghĩa nơi con người thành phố, mang đậm chất văn hóa Hồ Chí Minh. Mời quý vị theo dõi phần điểm báo. Thưa quý vị, dự kiến sáng nay, Ngân hàng Nhà nước tung 16.800 lượng vàng miếng SJC ra đấu giá. Giá tham chiếu đặt cọc là 81,8 triệu đồng một lượng, với mục tiêu giảm chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới. Theo các chuyên gia, trong việc sử dụng dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước, nguyên tắc an toàn phải được đặt lên đầu tiên. Do vậy, khi sử dụng vàng dự trữ để can thiệp thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước sẽ thận trọng một cách hợp lý. Can thiệp thị trường phải có quá trình, một phiên đấu thầu không thể đánh giá hết được. Ngân hàng Nhà nước sẽ làm nhiều bước để đi đến mục tiêu đưa giá vàng trong nước bám sát giá vàng thế giới. Thông tin chi tiết có trên báo Tuổi Trẻ. Qua 4 năm triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, kết quả dạy học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, hiện nay một số trường có cách làm cứng nhắc khiến cho việc dạy học chưa phát huy hiệu quả thực chất. Trong bối cảnh toàn ngành giáo dục và đào tạo đang đẩy mạnh yêu cầu chuyển đổi số, đại diện các nhà trường đều cho rằng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông nhằm giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về các hoạt động giáo dục của nhà trường, từ đó có sự đồng hành và hỗ trợ việc học của học sinh. Thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Tin thế giới, thưa quý vị, ngày 21 tháng 4, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật viện trợ an ninh cho Ukraine trị giá hơn 60 tỷ đô la Mỹ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ lời cảm ơn và nói rằng các nhà lập pháp Mỹ đã hành động để giữ lịch sử đi đúng hướng. Người dân Ukraine ở thủ đô Kiev đã hoan nghênh việc Hạ viện Mỹ thông qua gói hỗ trợ an ninh cho Ukraine. Viện trợ này đến muộn, tôi tin rằng Thượng viện Mỹ sẽ thông qua dự luật để Ukraine có thể chống lại Nga. Tôi tin rằng mặc dù khoản viện trợ này chỉ dành cho khoảng thời gian 5 năm tiếp theo, nhưng xung đột có thể kết thúc sớm hơn. Chúng tôi rất muốn xung đột kết thúc và đang làm mọi thứ có thể. Trong khi đó, trên thực địa, giao tranh tiếp tục diễn ra căng thẳng. Bộ Quốc phòng Nga hôm 20 tháng 4 báo cáo, quân đội nước này đã chiếm giữ các vị trí chiến lược ở Donetsk, Dnepropetrovsk ở miền đông và thành phố Kherson ở miền nam Ukraine. Lực lượng phòng không Nga cho biết đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-25 của Ukraine và đánh chặn nhiều tên lửa, bom trên không và máy bay không người lái. Báo trực tuyến Ukrainska Pravda hôm 20 tháng 4 đưa tin, quân đội Ukraine đã sử dụng hàng chục máy bay không người lái để không kích vào 8 tỉnh của Nga, bao gồm Belgorod và Bryansk. Mục tiêu của cuộc tấn công là cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Ít nhất 3 trạm biến áp và một cơ sở lưu trữ năng lượng đã bốc cháy sau vụ tấn công. Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán ngày 19 tháng 4 cho biết các nước phương Tây đang tiến rất gần đến khả năng gửi quân chi viện tới Ukraine. Ông cho rằng điều này có thể sẽ kéo châu Âu vào cuộc xung đột, đồng thời cảnh báo Liên minh châu Âu đang đùa với lửa. Truyền thông Iran ngày hôm qua đưa tin lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã gặp gỡ nhiều sĩ quan cấp cao của lực lượng vũ trang nước này ở thủ đô Tehran. Ông Khamenei khẳng định Iran đã thể hiện sức mạnh trước Israel. Ông Khamenei đã gửi lời cảm ơn đến các thành viên cấp cao thuộc quân đội, cảnh sát và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo của Iran. Vì Israel có thể thông tin về việc có bao nhiêu tên lửa của Iran bị bắn hạ và bao nhiêu mục tiêu bị bắn trúng. Tuy nhiên điều đó không quan trọng. Vấn đề quan trọng ở đây chính là lực lượng vũ trang Iran đã cho thấy sức mạnh và quyết tâm trên trường quốc tế. Hôm 13 tháng 4, Iran đã phóng hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái vào Israel nhằm trả đũa cuộc tấn công của nước này vào đại sứ quán Iran ở Syria. Hầu hết tên lửa và máy bay không người lái của Iran đều bị Israel và các đồng minh phương Tây bắn hạ. Israel chỉ ghi nhận thiệt hại nhỏ ở căn cứ không quân miền nam Nevatim. Tuy nhiên nước này đã nhanh chóng sửa chữa. Ngày 20 tháng 4, thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh đổ lỗi cho Israel đã trì hoãn lệnh ngừng bắn và nhắc lại rằng Tel Aviv cần phải đồng ý về việc rút quân hoàn toàn khỏi Gaza. Ông Haniyeh đưa ra phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ở Istanbul. Tất cả những gì Israel muốn là đòi lại các con tin để họ có thể tiếp tục cuộc chiến ở Gaza. Điều này không thể xảy ra. Họ muốn Hamas và các nhóm nổi dậy đồng ý với kế hoạch triển khai quân đội Israel, như thể muốn nói rằng chúng tôi đang hợp pháp hóa việc chiếm đóng dải Gaza hoặc một phần dải Gaza, và điều này cũng không thể xảy ra.
Theo thông cáo của Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan nói với ông Hanije rằng Ankara tiếp tục nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, cũng như thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Trong một diễn biến khác, ngày 21 tháng 4, Tòa án thành phố Beit Shaba, Israel đã truy tố bà Sabah Anshalem Hadiye, 57 tuổi, em gái của thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas, Ismail Hadiye, về tội kích động khủng bố sau khi bà này cổ vũ cuộc tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10, 2023 của Hamas. Bà Hadiye sống ở thị trấn Tel Sheva, miền nam Israel, đã bị lực lượng Israel bắt giữ từ ngày 1 tháng 4. Theo cáo trạng, trong những ngày sau vụ tấn công hôm 7 tháng 10, bà Hadiye đã gửi tin nhắn tới hàng chục người, bao gồm anh trai của bà, ca ngợi cuộc tấn công của Hamas và kêu gọi tiếp tục giết chóc. Trong vụ tấn công này, Hamas đã giết chết khoảng 1.200 người Israel và người nước ngoài. Vụ việc đã châm ngòi cho cuộc chiến kéo dài hơn 6 tháng qua ở Gaza. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin hơn 100 nghi phạm Trung Quốc đã bị bắt giữ liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến đã từ Campuchia hồi hương về Trung Quốc vào hôm qua 21 tháng 4. Hai chuyến bay chở các nghi phạm đã hạ cánh xuống thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào sáng Chủ nhật, đánh dấu đợt nghi phạm thứ hai bị đưa về nước từ Đông Nam Á. Nhóm nghi phạm đầu tiên đã được hồi hương vào đầu tháng này. Theo tuyên bố của Bộ Công an Trung Quốc, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 680 nghi phạm quốc tịch Trung Quốc bị cảnh sát Campuchia bắt giữ đã được đưa về nước. Tuyên bố cũng cho biết, cảnh sát Trung Quốc và Campuchia trong thời gian qua đã hợp tác chặt chẽ để trấn áp tội phạm xuyên biên giới, bao gồm cờ bạc và gian lận trên mạng viễn thông. Trong những năm gần đây, các phương tiện truyền thông đã phát hiện ra nhiều trường hợp thanh niên bị dụ dỗ đến Campuchia hoặc Myanmar để làm những công việc lương cao, rồi bị buộc phải làm những việc lừa đảo. Các nạn nhân từ siêu đối mặt với các hành vi bạo hành. Tối qua, hàng trăm người đã tập trung tại bãi biển Bondi ở Sydney, Australia để tham dự lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ đâm dao tại trung tâm thương mại Westfield. Lễ tưởng niệm có sự tham dự của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns cùng với gia đình của các nạn nhân và lực lượng cảnh sát. Nữ thanh tra Amy Scott, người đã bắn hạ kẻ tấn công, cũng tham dự sự kiện. Thông qua những ngọn nến thắp sáng màn đêm này, chúng ta gửi lời chia buồn tới cộng đồng, thành phố và toàn bộ đất nước. 6 người đã thiệt mạng và 12 người bị thương trong vụ đâm dao tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction vào ngày 13 tháng 4. Đây là một trong những vụ bạo lực tồi tệ nhất ở Sydney trong những năm gần đây. Kẻ tấn công Joanne Cochi sau đó đã bị bắn hạ. Trở lại với các tin tức trong nước, thưa quý vị, với mục tiêu tạo cầu nối cho sinh viên mong muốn tìm kiếm việc làm có cơ hội được tiếp cận với các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Ngày hội Việc làm Khoa Công nghệ Thông tin năm 2024, sự kiện quy tụ gần 40 gian hàng đến từ các doanh nghiệp, đơn vị hàng đầu trong ngành công nghệ thông tin. Tham gia ngày hội, sinh viên và người lao động có cơ hội nộp hồ sơ và tham gia phỏng vấn trực tiếp với các doanh nghiệp công nghệ thông tin và nhiều công ty công nghệ khác trong hoạt động phỏng vấn thử việc thật. Bên cạnh đó, các gian hàng cũng trình bày những dự án, sản phẩm công nghệ mới nhất giúp các ứng viên hiểu rõ hơn về lĩnh vực hoạt động, môi trường làm việc và cơ hội phát triển tại các doanh nghiệp này. Đây là một trong những cái hoạt động mà nó nằm trong cái kết nối của cái tam giác giữa nhà trường, giữa sinh viên và doanh nghiệp. Thì khoa luôn luôn mong muốn là tạo một cái cầu nối làm sao để rút ngắn cái khoảng cách giữa sinh viên và doanh nghiệp. Khi mà các bạn ra trường thì các bạn có được hết đầy đủ những kỹ năng để mà các bạn có thể ra trường, các bạn có thể làm việc ngay. Doanh nghiệp thì cũng sẽ tìm được những cái nguồn lực sinh viên tham gia những cái cơ hội thực tập tại doanh nghiệp của mình, cũng như là tuyển dụng trực tiếp các bạn tại ngày hôm nay. Bên cạnh Ngày hội Việc làm là chương trình trải nghiệm ngành học FIT Open Day 2024 với mục tiêu giúp các bạn học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận có cơ hội tìm hiểu về Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đến với chương trình, các bạn học sinh được trải nghiệm các hoạt động lập trình, nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chia sẻ về những đề tài nghiên cứu được các anh chị sinh viên thực hiện.
Ngày 21 tháng 4, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức giải góp ngoại giao hữu nghị năm 2024 lần thứ nhất, quy tụ 144 góp-phơ đến từ các cơ quan lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị làm công tác đối ngoại, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại thành phố. Giải góp ngoại giao hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất với sự tham gia của 144 góp-phơ đến từ các cơ quan lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị làm công tác đối ngoại, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại thành phố. Giải đấu được chia làm 36 đội, một đội gồm 4 người tranh tài thi đấu trong ngày 21 tháng 4. Cơ cấu giải thưởng bao gồm 3 giải nhất, nhì, ba dành cho nam, 1 giải nhất dành cho nữ, 6 giải kỹ thuật, 2 giải hole-in-one. Giải góp ngoại giao hữu nghị năm 2024 không chỉ là cơ hội để các vận động viên thể hiện kỹ năng mà còn là dịp tạo ra một môi trường giao lưu giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình hữu nghị và mở rộng quan hệ hợp tác giữa các sở ban ngành, cơ quan ngoại giao và doanh nghiệp nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó tạo thuận lợi cho việc huy động nguồn lực quốc tế, góp phần củng cố cho sự phát triển thịnh vượng của thành phố. Chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và hướng đến chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc hội thao năm 2024 với nhiều môn thể thao mới lần đầu được đưa vào thi đấu. Hội thao thu hút sự tham gia của hơn 1.000 vận động viên là học sinh sinh viên đến từ 9 cơ sở đào tạo thành viên trực thuộc và học sinh của Trường Phổ thông Năng khiếu, Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm trực thuộc Trường Đại học An Giang. Hội thao năm nay kéo dài về thời gian và quy mô tổ chức so với những lần tổ chức trước đây. Theo đó, hội thao sẽ diễn ra từ nay đến tháng 10 năm 2024 với 11 môn thi đấu gồm bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn, cầu lông, cờ vua, cờ tướng, bơi lội, kéo co, việt giã, bowling, pickleball. Trong đó, môn việt giã, bowling, pickleball là 3 môn mới lần đầu được đưa vào thi đấu tại hội thao lần này. Hội thao được tổ chức với mục đích khuyến khích thầy cô, sinh viên tham gia tập luyện thể dục thể thao để có được sức khỏe tốt, trí tuệ minh mẫn. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào các nội dung thi đấu gồm việt giã nam nữ, kéo co nam nữ. Tác giả bộ truyện manga nổi tiếng Nhật Bản Ono Eriko đã có chuyến sang thăm Việt Nam, giao lưu và ký tặng sách cho bạn đọc tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là một trong những hoạt động điểm nhấn trong khuôn khổ Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 đã diễn ra sôi nổi tại thành phố. Tác giả Ono Eriko sáng tác bộ truyện Nhóc Miko, cô bé nhí nhảnh suốt hơn 30 năm, từ khi cô chưa có con đến khi có con gái và nuôi dạy con lớn lên. Bộ truyện lấy bối cảnh về cuộc sống thường ngày của những cô cậu bé học sinh tại Tokyo, Nhật Bản, với nhân vật trung tâm là cô bé Yamada Miko học cấp 1. Đến tập 36 thì nhân vật lên cấp 2. Các tập truyện bám sát những vấn đề rất cập nhật của xã hội, kể cả những chuyện ba mẹ muốn chia sẻ cùng con nhưng khó nói, như tình yêu tuổi mới lớn, dậy thì sớm, con cái trong gia đình ly hôn. Ban đầu thì tôi chỉ đơn giản kể về những câu chuyện hàng ngày ở hiện tại và một phần ký ức của bản thân cùng với con gái. Ngoài ra tôi cũng thường suy nghĩ về những hoạt động diễn ra xung quanh và vẽ chúng thành truyện tranh theo cách gần gũi và tự nhiên nhất. Ngoài yếu tố giải trí, thư giãn, bộ truyện tranh Nhóc Miko, cô bé nhí nhảnh là một loại sổ tay hướng dẫn cho các bé gái và thiếu nữ cách ứng xử văn minh và cởi mở trước các vấn đề. Nhà xuất bản Trẻ, đơn vị hợp tác để mang bộ truyện Nhóc Miko, cô bé nhí nhảnh về Việt Nam, đã xuất bản bộ sách từ năm 2008 và đến nay đã là tập 37. Nhà xuất bản Trẻ cũng đã gửi tặng tác giả Ono Eriko tập sách gồm các bài viết, tranh vẽ của cộng đồng fan Nhóc Miko tham gia cuộc thi Nhóc Miko và tôi do đơn vị tổ chức. Chúng tôi đã thu được hơn 400 bài dự thi của các bạn gửi về và chúng tôi chọn ra được 10 cái bức tranh đẹp nhất. Chúng tôi cũng gửi qua cho tác giả để chấm giải. Và 10 bài viết cảm nhận hay nhất thì chúng tôi cũng dịch sang tiếng Nhật để chia sẻ với tác giả để tác giả có thể đọc được tình cảm của độc giả Việt Nam dành cho Nhóc Miko. Sau buổi giao lưu trò chuyện với khán giả tại nhà xuất bản Trẻ, tác giả Ono Eriko đã có buổi gặp gỡ độc giả tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người hâm mộ đã chờ suốt đêm để được gặp thần tượng từ sớm. Em rất là vui luôn ạ, Kiều Tiểu. Em là đã gọi là fan của Miko, đã theo dõi Miko từ những ngày em còn rất là kiểu bé, kiểu em lớn lên cùng với Miko luôn. Cái nhân vật này mà em lớn lên cùng rồi sau đó được gặp cái người mà tạo ra được cái câu chuyện này. Dù em chỉ ngồi, em không có được nói chuyện nhiều nhưng mà chỉ vậy thôi cũng đủ khiến em vui.
Cũng nhân dịp sang Việt Nam lần này, tác giả Ono Eriko đã vẽ riêng tranh Miko mặc áo dài với nền là chợ Bến Thành. Tác phẩm được dùng làm bìa bộ truyện tranh 5 tập làm quà tặng dành cho bạn đọc Việt Nam. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.